bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của Mnet Sport ngày 3 tháng 5. Chiến thắng 4-1 trước Arsenal, những thông điệp mạnh mẽ Man City gửi đến phần còn lại. Họ đang tiến gần đến ngôi đền dành cho những đội bóng Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Pep từng nhiều lần tỏ ra cáu kỉnh trước những nhận định rằng thành công của Man City có được toàn nhờ vào sức mạnh tiền bạc. Chiến lược gia xứ Catalonia luôn khẳng định vấn đề ở Man City không chỉ là mỗi nguồn lực tài chính dồi dào. Đây không phải là lần đầu tiên Man City nhận lời chê bai. Năm 2018, cựu huấn luyện viên Arsène Wenger từng đã kích đại diện thành Manchester. Tôi chẳng biết Man City đã quan tâm đến ai. Tôi cũng chẳng biết chính sách của họ. Nhưng nếu họ quyết định tiếp cận bằng tài chính, chúng tôi chẳng thể so với Man City. Trong một thập niên qua, chi tiêu dòng của Man City đạt mức 767,3 triệu bảng. Để so sánh, Arsenal đạt chi tiêu dòng 666,1 triệu bảng. Trong khi Tottenham là 371,1 triệu bảng. Man City cũng là đội trả lương cao thứ 3 tại Ngoại hạng Anh sau Manchester United và Liverpool. Theo báo cáo của Deloitte Football Money League, tổng mức lương của Man City đạt 353 triệu bảng, cao hơn 140 triệu bảng so với Arsenal. Nhờ tài chính hùng mạnh, Man City dễ dàng chiêu mộ những cầu thủ hay nhất thế giới, điển hình là Erling Haaland vào mùa hè 2022. Tiền bạc giúp mọi thứ được vận hành một cách dễ dàng. Vào lúc này, Pep có tiền đạo và tiền vệ hay nhất thế giới là Haaland và Kevin De Bruyne. Để giả thiết Haaland khoác áo Arsenal, Man City chưa chắc có thể dạy cho pháo thủ bài học về đẳng cấp. Cũng như càn quét mọi đối thủ ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Nhưng Pep có lý do để khó chịu trước những lời công kích Man City rằng thành công chỉ nhờ tiền bạc. Nếu thành công trong bóng đá được quyết định bằng tiền, vậy tại sao Arsenal không giành được danh hiệu lớn nào trong cùng thời gian? Hay như Tottenham chi dòng 371,1 triệu bảng vẫn trắng tay trên nhiều đấu trường lớn? Pep vẫn là một huấn luyện viên giỏi, ông tạo ra cỗ máy chiến thắng, con quái vật thực sự đáng sợ với đẳng cấp vượt trội. Không một câu lạc bộ nào có thể vươn tới trình độ cũng như thứ bóng đá mà Man City đang trình diễn. Diễn biến trên sân Etihad rạng sáng ngày 27 tháng 4 nói lên điều đó. Arsenal trông nhỏ bé như học sinh, còn Man City là bậc thầy lão luyện. Pep cũng có những phát kiến hay, biến bản thân vượt trội hơn trong vai trò huấn luyện viên. Ông trở thành kiến trúc sư, người có ảnh hưởng lớn đến bóng đá thế giới hiện đại. Cụ thể, Pep viết lại những quy tắc ở Barca, trình làng số 9 ảo với hai cầu thủ tấn công hỗ trợ ở biên. Sau đó, nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu bắt đầu áp dụng hệ thống tương tự. 4 năm trước, Pep tạo ra cuộc cách mạng cho hậu vệ cánh. Ông đẩy họ lên cao và báo vào trung tâm như tiền vệ. Điều này giúp tuyến giữa của câu lạc bộ trở nên vững chắc và kiểm soát bóng tốt hơn. Oleksandr Zinchenko được Mikel Arteta chiêu mộ để rồi ông bố trí hậu vệ người Ukraine chơi như tiền vệ trung tâm. Jurgen Klopp của Liverpool cũng đang điều chỉnh vai trò hậu vệ cánh của Alexander-Arnold như những gì mà Pep đang làm. Rồi đây, khái niệm những hậu vệ biên ảo sẽ còn xuất hiện nhiều trên thế giới. Sau trận thắng Arsenal, các bình luận viên của ESPN cho rằng thứ bóng đá của Man City dưới thời Pep quá hoàn hảo. Nếu phân tích nhân sự, chiến thuật khát khao để giành chiến thắng, có lẽ chỉ một đội bóng ngăn cản được Man City, đó là chính họ. Không có bất kỳ nghệ thuật nói quá nào ở đây. Man City đứng trước cơ hội giành cú ăn ba, Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. Pep có mọi thứ cần thiết, từ tiền đạo, tiền vệ đến những hậu vệ hay nhất thế giới. Giới chủ cũng sẵn sàng dành cho nhà cầm quân 52 tuổi sự kiên nhẫn cùng hậu thuẫn tài chính. Năm 2023, Pep tạo ra cỗ máy chiến thắng, biến nó trở nên hoàn hảo qua từng năm và sẵn sàng tàn nhẫn khi phát hiện ra Basic không còn phù hợp. Thứ bóng đá của Man City cũng từng vượt xa bất cứ điều gì trong lịch sử Ngoại hạng Anh từng chứng kiến. Man City càn quét tất cả nhà thứ bóng đá ở đẳng cấp cao. Tại Ngoại hạng Anh, trong ngày thầy trò Pep Guardiola đè bẹp Arsenal, người hâm mộ nhìn thấy khoảng cách đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ đang đua vô địch. Điều hiếm khi xảy ra những năm gần đây. Ở UEFA Champions League, Man City tiến thẳng vào bán kết một cách dễ dàng. Hai đội bóng Đức là RB Leipzig và Bayern Munich gục ngã dưới chân The Citizen. Trong đó, Erling Haaland cho thấy vì sao bản thân là tiền đạo hay nhất hiện tại, anh cũng trở thành mảnh ghép còn thiếu sau nhiều năm của câu lạc bộ. Thế nhưng Man City vẫn cần vô địch Champions League mới trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Những lời khen cho họ sẽ trở nên sáo rỗng nếu câu lạc bộ tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp Tây Ban Nha danh giá. Man City có thể lại vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng sự xét sẽ chỉ tôn vinh họ nếu giành được cúp châu Âu. Chặng đường tiến vào ngôi đền dành cho đội bóng Anh vĩ đại nhất mọi thời đại đang cách Man City 3 trận thắng nữa. Phía trước họ phải trải qua Real Madrid, ông vua của đấu trường này. Ca khúc khải hoàn trước Los Blancos sẽ là thông điệp mạnh mẽ Man City gửi đi cho toàn thế giới. Trên đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 3 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của MS Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.